Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tâm sự Thầm Kín trên Audio Ngoại. Và câu chuyện tâm sự mà đêm nay Hồng Nhung muốn chia sẻ đến quý vị có tựa đề rất là thú vị, và chắc hẳn là câu chuyện này sẽ khiến cho nhiều người thích thú, cũng như nhận được rất là nhiều những sự bình luận của quý vị ở bên dưới sau khi phát hành xong video ngày hôm nay. Câu chuyện có tựa đề Kế hoạch thâm độc của mẹ chồng. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tôi đã nghĩ mọi căn nguyên của cái tính khí thất thường, nghiệt ngã và bệnh hoạn của mẹ chồng tôi cũng khởi nguồn từ việc mẹ chồng tôi quá từ khi còn rất trẻ. Theo như những gì mà tôi cảm nhận được và do chồng tôi kể lại, thì từ khi chúng tôi yêu nhau, mẹ chồng tôi đã có một mối tình rất đẹp và sâu nặng. Hai người gặp nhau và yêu nhau ở bên Nga. Mẹ tôi đi lao động bên đó, gặp bố tôi là lưu học sinh. Sau khi về nước thì họ cưới nhau. Bố chồng tôi nhận công tác ở một viện nghiên cứu hóa học, còn mẹ tôi thì ở nhà và nội trợ. Sau đó thì chiến tranh biên giới nổ ra. Bố chồng tôi đi tăng cường công tác ở biên giới phía Bắc. Và rồi trong một trận chiến, bố tôi bị hy sinh ở tuổi đời 35. Mẹ chồng tôi quá từ năm 33 tuổi. Lúc đó thì chồng tôi là đứa con trai duy nhất của mẹ. Khi mà mới lên có 8 tuổi, mẹ phải nuôi con và không đi bước nữa. Trong lòng bà chật kín những hồi ức của mối tình cũ với người chồng chết trẻ đầy đau đớn và nuối tiếc. Mẹ thờ phụng chồng như những người quá phụ Việt Nam thờ chồng trong những năm tháng chiến tranh. Mặc dù đất nước đã bước sang thời bình, công việc, vị trí và nhan sắc của mẹ cho phép mẹ đủ điều kiện để tái hôn, đi bước nữa xây dựng một cuộc sống gia đình mới để vơi bớt đi những sầu đau. Nhưng mà mẹ đã chọn một cách sống khác, một cách ứng xử khác với bản thân mình. Mẹ đóng chặt tâm hồn lại, khép chặt trái tim mình trong một chân dung quá phụ. Mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi mất mát lớn từ ngày chồng ra đi. Mẹ chưa bao giờ thôi khóc trong những đêm dài cô đơn lủ thủ một mình bên cậu con trai nhỏ. Mẹ yêu chồng và gần như không thể chịu đựng nổi nỗi đau, sự mất mát mà số phận đã giằng cướp đi tất cả của mẹ. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sự hy sinh mẹ dồn hết cho đứa con trai thiếu thốn tình cảm của cha, chính là chồng tôi sau này. Tôi nhớ là khi yêu nhau, trong lần đầu tiên chồng tôi đưa tôi về ra mắt mẹ. Mặc dù đã được anh chia sẻ về hoàn cảnh của mẹ, của gia đình anh, nhưng là đầu tiên ra mặt mẹ, ăn cơm với mẹ bữa cơm gia đình, tôi không sao lý giải được cảm giác của mình. Tôi thấy mẹ không lạnh lùng, cũng không xa cách. Mẹ gần gũi, ngọt ngào, mà sao tôi thấy ẩn chứa phía sau cái sự quan tâm chăm sóc đấy là một sự lạnh lẽo băng giá đến gai người. Sau này tôi cứ nghĩ mãi về cái cảm giác này trở đi trở lại mỗi lần mà tôi gặp mẹ và gần gũi với mẹ. Tôi chỉ có thể lý giải rằng do mẹ ít cười, đúng hơn là mẹ không bao giờ cười mỗi khi trò chuyện cùng với tôi hay những dịp mà chúng tôi về thăm mẹ. Mẹ ngọt ngào, chăm sóc đấy, nhưng mà trông xa vắng, mắt mẹ lạnh. Cái tia lạnh xuyên thấu qua đứa con gái nhạy cảm là tôi, khiến cho tôi cứ có cảm giác gai gai người. Thế rồi chồng tôi xin phép mẹ cưới tôi về làm vợ. Mẹ không ra đồng tình, cũng chẳng ra phản đối. Mẹ nói lạnh tanh: số của hai con là không hợp nhau, nếu mà có lấy nhau rồi thì cũng sẽ rắc rối. Lúc ấy nhân khi không có chồng tôi bên cạnh, mẹ nói với tôi: số của con khắc chồng, nếu mà lấy nhau thì mệnh con sẽ triệt mệnh chồng. Mẹ chỉ có mỗi thằng Việt, nếu có điều gì thì mẹ không sống nổi. Tôi đã khóc và dằn vặt rất nhiều trước khi trở thành con dâu của mẹ vợ. Tôi đã đem tất cả câu chuyện kể cho chồng tôi nghe và lo âu về tương lai của hai đứa. Thậm chí tôi đã đề nghị với chồng tôi là chia tay, vì tôi sợ rằng tôi sẽ làm liên lụy đến anh. Đứa con độc nhất của mẹ do những gì liên quan đến số mệnh mà mẹ nói. Chồng tôi thì không tin mấy cái trò xem tướng nên đã gạt phát đi. Cuối cùng thì mẹ cũng đã đứng ra tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Đám cưới to, hoành tráng, và mẹ đã không tiếc tiền để đứa con trai độc nhất của mẹ vui lòng. Chỉ có điều, truy đuổi dai dẳng trong tôi là ánh mắt sắc lạnh và vô cảm của mẹ trong lễ cưới. Thậm chí, khi tôi thấy gương mặt mẹ vô hồn, trống rỗng, như đang chịu đựng nỗi đau khổ vì vừa đánh rơi một bóng vật, tôi sợ ánh nhìn và gương mặt chịu đựng nỗi thống khổ của mẹ trong ngày hạnh phúc trăm năm của con trai.
Như tôi linh cảm, những ngày bước chân về làm dâu mẹ chồng tôi là bắt đầu của những chuỗi ngày sợ hãi bởi những cái hành động kỳ quặc của mẹ. Đêm tân hôn, mẹ đặt ghế sofa nằm trước cửa buồng ngủ của vợ chồng tôi. Mẹ nói là mẹ canh cho hai đứa ngủ, với lại con gái lần đầu tiên về nhà chồng. Đêm tân hôn, lỡ có bề gì thì mẹ còn ngay bên cạnh để mà ứng cứu. Mặc cho chồng tôi thưa chuyện, mẹ chồng tôi vẫn kiên quyết kê ghế sofa vào trước cửa phòng. Đêm tân hôn, mẹ chồng tôi khéo léo tự trải chiếc ga trắng, màn xô trắng để kiểm tra trinh tiết của con dâu. Vợ chồng tôi bất cẩn, đã không biết ý đồ của mẹ. Đêm tân hôn, phía bên ngoài cánh cửa khác là tiếng mẹ thở dài nặng nhọc, tiếng mẹ rên mệt mỏi. Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi vọng vào, các con có cần nước hay là khăn lạnh gì không? Đêm tân hôn, vợ chồng tôi căng thẳng bên nhau và gần như phải chịu cái sự hiện diện của mẹ và can thiệp quá đáng của bà vào những cái giây phút riêng tư như vậy. Chờ mãi không thấy mẹ nằm yên để ngủ. Mệt mỏi quá, chúng tôi yêu nhau vội vàng như hai kẻ ăn vụng, chẳng còn chút hứng thú nào nữa, rồi ngủ tiếp đi. Sáng ra, hai vợ chồng vào phòng vệ sinh cá nhân. Mẹ chạy sọc lên phòng ngủ hai vợ chồng tôi và bà khóc ngất lên. Mãi sau tôi mới hiểu bà xót xa cho con trai của bà vì tôi không còn chi tiết. Chiếc ga vẫn cứ trắng tinh, chiếc khăn xô mẹ chuẩn bị cũng trắng tinh. Mẹ khóc lóc vật vã trên ghế sofa cho rằng con trai mình ngu dại và tôi là cô con dâu không còn chi tiết trước ngày cưới. Mẹ đâu biết rằng con trai mẹ trước đó đã lấy đi chi tiết của tôi chứ không phải là ai khác. Sau lần khóc lóc vật vã đấy, mẹ chồng tôi nói với tôi không xứng đáng để làm vợ của con bà. Tôi không xứng để ở trong cái gia đình này. Hôn nhân của tôi gặp bão tố trong những ngày đầu tiên đấy. Tôi đã khóc, không biết bao nhiêu lần nước mắt. Chồng yêu tôi, anh hiểu tất cả, nhưng anh cũng yêu mẹ. Và với anh, vợ có thể thay đổi, nhưng mẹ chỉ có một và duy nhất ở trên đời. Anh nói với tôi vì yêu anh mà cố chiều mẹ, làm cho mẹ vui thì anh mới cảm thấy hạnh phúc. Anh nói tôi hãy thông cảm và rộng lượng cho mẹ. Mẹ đã hy sinh cả đời vì anh rồi. Giờ vì em mà anh bỏ rơi mẹ thì cũng không được. Nhưng mà cuộc sống đâu có đơn giản như vậy. Mẹ chồng tôi vẫn ngủ trên ghế sofa ngoài cửa phòng ngủ vợ chồng tôi. Thỉnh thoảng, bà lại yêu cầu tôi xuống phòng bà ngủ để cho chồng tôi dưỡng sức. Mẹ chồng tôi không muốn vợ chồng tôi ngủ với nhau. Khi tôi có bầu con trai đầu lòng, lấy lý do dưỡng thai cho khỏe và kiêng kỵ chuyện sinh hoạt vợ chồng lúc mang thai, mẹ chồng tôi kiên quyết bắt tôi xuống phòng bà ngủ để bảo vệ cái thai, để chồng tôi ngủ một mình. Tôi khóc rất nhiều và chồng tôi dỗ dành tôi hãy vì anh mà chiều ý mẹ. Tôi đã làm nô lệ cho mẹ chồng suốt 2 năm sau khi kết hôn. Tôi sinh con trai, những bận rộn của việc sinh nở lấy đi rất nhiều thời gian của tôi. Và mẹ gần như cố ý canh chừng vợ chồng tôi, không cho chúng tôi gần gũi. 6 tháng trời mẹ canh cửa, không cho chồng tôi vào với lý do là sợ tôi hậu sản. Tôi bị stress nặng nề cả lúc mang thai và sau khi sinh con mà không thể giải tỏa. Chồng tôi cũng bị ức chế, nhưng vì anh là anh con trai của mẹ, tình cảm máu mủ đã khiến cho anh phải cố gắng chịu đựng. Anh bị luẩn quẩn trong cái vòng xoáy sắp đặt của mẹ mà không đủ mạnh mẽ sáng suốt để tự cứu lấy mình và bảo vệ hạnh phúc của mình. Tôi không hề biết rằng trong suốt 9 tháng mà tôi mang thai và 6 tháng sau khi đẻ, mẹ âm thầm tạo điều kiện cho chồng tôi vì căng thẳng nhu cầu tình dục mà có quan hệ ngoài luồng với một cô gái làm nghề massage. Chính mẹ, chứ không phải là ai khác, đã mời một cô gái trẻ đẹp làm nghề massage về tận nhà bấm huyệt phục vụ chồng tôi trong lúc mà tôi mang thai và nằm mổ. Cũng chính mẹ đã dàn cái cảnh tạo tình huống để cho tôi nhìn thấy cảnh chồng tôi ngủ với một cô gái ngay trước mắt tôi, ngay trên chiếc giường cưới và trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Con trai tôi được 6 tháng tuổi. Tôi ôm con ra khỏi nhà chồng. Mẹ chồng tôi rằng lấy đứa con. Mẹ tôi gọi xe cấp cứu, ép tôi đến bệnh viện tâm thần thăm khám. Mục đích của mẹ là muốn tôi cách ly ra khỏi con trai bà. Mẹ chồng tôi muốn giành lấy chồng tôi và đứa con trai của tôi. Mẹ chồng tôi muốn tước đoạt hết tất cả. Và bà đã tính toán kỹ để từng bước thực hiện ý đồ của mình.
sau khi đẩy tôi vào trong bệnh viện. Tôi đúng là có rối loạn cảm xúc trầm cảm sau khi sinh, nhưng nguyên do là từ mẹ chồng tôi mà ra. Với bệnh án này, bà sẽ bắt con trai bà ly hôn tôi, và bà sẽ bắt luôn cháu nội của bà, con trai tôi, để bà nuôi và đẩy tôi ra đường với hai cái bàn tay trắng. Rõ ràng, bà đã rất biết cách đánh vào lòng ghen tuông của phụ nữ. Bà biết sau khi ra viện, tôi sẽ bỏ chồng tôi vì tôi đã chứng kiến tất cả sự phản bội của chồng trong căn phòng, trên chiếc giường cưới, là đàn bà với nhau. Tôi biết là tổn thương này, tôi không thể tha thứ cho chồng. Hiện giờ tôi đã ra viện và về nhà mẹ đẻ. Trách mẹ chồng một thì hận chồng mười. Tôi không bao giờ muốn quay trở lại căn nhà có mẹ chồng tôi, cho dù căn nhà ấy có con trai và người chồng tôi rất mực yêu thương. Nhưng mà tôi phải làm sao để giành quyền nuôi con và cứu con ra khỏi cái căn nhà đó. Tôi nên làm gì đấy quý vị? Hãy giúp tôi, cho tôi một cái lời khuyên. Quý vị thân mến, một câu chuyện rất là sát sườn với thực tế. Bóng Nhung nghĩ là rất nhiều người đã gặp phải cái cảnh như thế này rồi. Mẹ chồng nàng dâu, một câu chuyện muôn thuở, muôn đời, từ xưa cho đến bây giờ. Và nó vẫn luôn luôn diễn ra trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Phải nói là có rất là nhiều những bà mẹ chồng đã có suy nghĩ tân tiến hơn, bởi vì cái bản thân họ là họ là người có tuổi, nhưng mà họ trẻ trung trong tâm hồn và họ tiếp nhận những cái mới, tiếp nhận với cái xã hội mới này, thì họ mới có thể có cái sự nhẹ nhàng, hòa đồng với con dâu. Và họ thương con dâu thực sự như con gái mình. Và họ nghĩ là một cô gái ở đầu đâu, xa xôi cách trở, lấy con mình về nhà mình làm dâu, phải phục vụ gia đình nhà mình, rồi phải sống khép nép dưới một mái nhà, cho nên là họ cũng rất thông cảm và thương những cái người con dâu như con gái, để cho những người phận làm dâu họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống, không có khoảng cách với mẹ chồng. Nhưng mà cũng ngược lại, rất rất nhiều người cổ hủ, điển hình là trong câu chuyện này, bái cổ hủ vô cùng. Khi mà cái vấn đề chi tiết thì Hồng Nhung đã nói với quý vị vô cùng nhiều lần, rất rất nhiều rồi, ở trong những cái số trước đây chúng ta phát sóng ở trên Audio Hải Ngoại. Và bà này thì bà vô cùng quan trọng với cái chuyện trình tiết. Bà còn giải cả ga giường trắng ra để kiểm tra xem cô này có còn trinh nguyên hay không. Và cũng xin thưa với quý vị, cái chuyện trinh nguyên mà có ra cái giọt máu hồng hay không đó, nó cũng còn tùy. Có người thì cơ địa họ sẽ chỉ cảm thấy đau mà họ không nhỏ một giọt máu nào cả. Nhưng mà cũng có người thì ra một chút chút, hoặc cũng có người là máu rất là nhiều. Nó tùy từng cái cơ địa, từng cái cơ thể của mỗi người phụ nữ khác nhau. Và Nhung đã nói rồi, cái chuyện đó nó không phải là đem ra để làm thước đo cho cái phẩm hạnh của người con gái, của người phụ nữ. Nó là chuyện bình thường. Khi mà chúng ta lớn, phát triển về mặt thể xác, về mặt sinh lý, thì cái chuyện yêu cầu và cái vấn đề tình dục nó là chuyện vô cùng bình thường và thuận theo lẽ tự nhiên. Không có gì là quá đáng đây cả. Và hơn nữa thì anh chồng, anh chính là cái người lần đầu tiên với cô ấy. Tại sao anh không giải thích một lời với mẹ để cho bà ấy bớt nói và bà ấy bớt hành động những hành động sai lầm của bà ấy lại? Nhưng cũng không. Anh này là một cái người thụ động, một cái người mà nghe mẹ đến một cái mức quá đáng, không có cái chính kiến riêng của mình. Nếu mà anh cứ vẫn mãi sống trong cái vòng tay của mẹ như thế thì bao giờ anh mới lớn đây? Bao giờ anh mới là một người trưởng thành? Dù anh có kiếm tiền hay là anh có làm chủ gia đình đi chăng nữa, nhưng anh không có cái chính kiến riêng của mình, thì Nhung nghĩ là anh cũng không nên làm đàn ông làm cái gì cả. Rất là bức xúc với cái câu chuyện ngày hôm nay, khi mà mang cái chuyện đó ra để làm thước đo, rồi về soi xét gia cảnh các thứ không hợp tuổi. Nguyên cái chuyện vấn đề không hợp tuổi đấy, là nếu mà Nhung là cô ở trong cái câu chuyện này, Nhung đã thấy là nó nản chí ngay từ cái vòng đầu tiên rồi, chứ chưa nói là để đến đám cưới xong về rồi còn có những cái trò kiểm tra chi tiết như vậy nữa. Nó quá là chối. Không thể nào sống trong một cái gia đình có cái bà mẹ chồng và cái người chồng như thế này được. Và bây giờ tóm lại cái câu chuyện mà cô muốn hỏi chúng ta, hỏi Hồng Nhung, làm sao giành quyền nuôi con vì cô đang quá ngán gia đình nhà chồng. Gia đình nhà chồng cũng như là chồng thì đang giữ, đang nuôi đứa nhỏ. Và cô đang rất là mong muốn để giành lại đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra. Hồng Nhung nghĩ như thế này. Nếu mà cô đã chia tay trên mặt pháp lý, trên mặt giấy tờ đấy, thì cô hoàn toàn có thể giành quyền nuôi con. Khi mà ra tòa án, họ sẽ phân xử chia con cũng như là chia tài sản rất là rõ ràng.
Ở trong trường hợp này chúng ta, cô nếu không có tài sản chung hoặc tài sản đứng tên bên chồng hoặc nhà chồng thì cô không có quyền để được chia là đúng. Nhưng con ấy, thì thường là tòa án nào sẽ xử nghiêng về cái người phụ nữ và sẽ dành cái quyền nuôi con cho cái người phụ nữ. Còn tùy thuộc cái đứa bé nó có theo cô hay không, đó là vấn đề thứ nhất. Và đến vấn đề thứ hai, để giành được quyền nuôi con thì cô phải có đủ điều kiện kinh tế để nuôi đứa bé. Thì hoàn toàn tòa họ sẽ trao đứa bé về cho cô, giấy trắng mực đen đã rõ, thì cô hoàn toàn có thể giành quyền để nuôi đứa bé. Rất là đơn giản, nếu cô đủ điều kiện ở trong trên mặt pháp lý để nuôi đứa con của mình thì cô sẽ giành lại được đứa bé về tay mình thôi. Cô hãy nhờ đến cơ quan pháp luật hoặc là luật sư riêng, cô có thể đến những cái văn phòng đại diện hoặc văn phòng luật sư để họ sẽ tư vấn cho cô cái quyền để giành lại đứa bé như thế nào cô nhé. Họ sẽ nói rõ hơn và cụ thể hơn về cái điều luật thì cô có thể giành lại con rất là dễ dàng. Và quý vị nghĩ sao về câu chuyện này, cho cô lời khuyên như thế nào? Quý vị hãy bình luận xuống bên dưới những cái sự bức xúc của quý vị về cái bà mẹ chồng cổ hủ này, để cho ông Nhung biết là quý vị có cùng một cái suy nghĩ với Nhung không nhé. Và đừng quên là Hồng Nhung vẫn luôn luôn tiếp nhận những cái lá thư tâm sự của quý vị mỗi ngày bằng cách là quý vị soạn lá thư tâm sự của mình, những điều thầm kín khó nói, và gửi về địa chỉ mà chúng tôi đính kèm mỗi video clip. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.